Anh chị là về vấn đề quản lý bán hàng mọi lúc mọi nơi, không trở ngại về không gian và vị trí địa lý, đó là mình sử dụng cái app WooSeller. Cảm ơn các anh chị, em là Nam Nguyễn, chuyên viên đào tạo của Media Step. Thì chủ đề ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các anh chị là về vấn đề quản lý bán hàng mọi lúc mọi nơi, không trở ngại về không gian và vị trí địa lý, đó là mình sử dụng cái app WooSeller. Thì em xin hỏi anh Hiếu đây là hiện tại anh có đã tải cái app WooSeller chưa anh? Có nghĩa anh đang có đang sử dụng cái app này không? Áp ở trên điện thoại ha. Dạ đúng rồi, có nghĩa là anh sử dụng phần mềm WooSeller rồi đó. Thì không biết là anh có tải một cái app WooSeller để anh có sử dụng cái app đó không? Dạ em hiện tại là em chưa có tải trên điện thoại, nhưng mà trên máy tính thì em còn có. Trên máy tính là mình sử dụng phần mềm admin. Thì không sao ha, hôm nay thì anh tham dự cái buổi tập huấn này thì em sẽ chia sẻ với anh, sau đó tí nữa em sẽ demo cho anh luôn. Thì sau khi demo xong á thì anh có thể là mình vào cái ứng dụng để mình tải cái app xuống, để tí nữa em sẽ cho chia sẻ cái màn hình cái biểu tượng của cái app á, để nhiều khi anh lên đó anh start mình có thể search nhầm hay là một số cái app khác nó trùng tên hay như thế nào đó, thì tí nữa em sẽ share lại cho anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Thì bài ngày hôm nay thì là sẽ em sẽ không yêu cầu các anh chị phải demo thực hành, mà em mang tính chia sẻ nhiều hơn. Tại vì thông qua cái phần chia sẻ của em thì hy vọng là các anh chị có thể là sau mình tải cái app nó xuống và mình sử dụng, mình áp dụng trong cái việc quản lý bán hàng, hoặc là mình có thể chia sẻ cho nhân viên để nhân viên có thể ứng dụng trong cái việc bán hàng luôn. Như vậy ý nghĩa của buổi tập huấn ngày hôm nay thì thông qua cái app này mình sẽ thấy được là trên cái app WooSeller sẽ thực hiện được các chức năng cơ bản cũng giống như là cái phần mềm admin trên cái website, có nghĩa là khi mà anh chị đăng nhập trên website và cái phần mềm admin của WooSeller á, để anh chị có thể tạo sản phẩm, tạo bộ sưu tập để quản lý, để bán hàng, thì cái app WooSeller này nó sẽ có một số những tính năng cơ bản để giúp anh chị có thể bán hàng được luôn và cũng có thể quản lý được luôn. Và ở đây tí nữa em sẽ demo cho các anh chị thấy là mình có thể chốt đơn hàng được một cách linh hoạt. Tại vì thông qua cái app WooSeller này thì mình có thể scan được cái mã vạch, cho nên là cái việc chốt đơn thì nó sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều. Mình sẽ không cần phải sử dụng cái máy scan mà mình vẫn có thể scan được cái mã hàng. Và cuối cùng là trên cái app WooSeller này sẽ giúp cho anh chị mình có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn với tính năng livestream. Thì nội dung chính ngày hôm nay ha, thì em sẽ chứng minh, thì thật ra trong cái buổi này nó mang tính chứng minh là nhiều, có nghĩa là em sẽ cho các anh chị thấy là nếu trong trường hợp anh chị tải cái app WooSeller này về thì các anh chị sẽ làm được điều gì. Ví dụ ở đây thì anh chị sẽ thấy là mình có thể đăng được sản phẩm, tạo bộ sưu tập, quản lý được khách hàng, mình sẽ bán hàng tại quầy ha, và bán hàng được Facebook, Zalo luôn, quét mã vạch, có thể livestream bán hàng, mình có thể nhận thông báo khi có đơn hàng mới, có nghĩa là khi mà mình có những thông báo mình khách hàng đặt đơn hàng thì trên cái app WooSeller này nó hiện thông báo, và mình có thể quản lý được nhà cung cấp, lên vận đơn, xem báo cáo, và cũng có tính năng là sổ quỹ luôn. Như vậy tụi chung lại trên cái app WooSeller này sẽ xoay quanh cái vấn đề về bán hàng, về quản lý, và đặc biệt là về vấn đề livestream, có nghĩa là trên app, chỉ có trên app WooSeller thì mới hỗ trợ được anh chị cho vấn đề nếu anh chị muốn livestream. Thì trước tiên thì em xin tóm tắt lại, tại vì do cái tính năng của app WooSeller thì nó giống như là thay vì các anh chị sử dụng trên website thì bây giờ mình có cái app, mình sẽ sử dụng những cái tính năng của WooSeller. Thì dĩ nhiên nếu trong trường hợp các anh chị sử dụng trên website đó, thì mình có thể sử dụng full cái tính năng, còn trên app thì có thể là sẽ có những tính năng là có, nhưng mà có những tính năng là không. Nhưng mà thông qua cái sơ đồ này để một lần nữa để anh chị có thể nhìn lại cái một cách tổng quát, nếu trong trường hợp mà anh chị sử dụng sản phẩm của WooSeller thì phần mềm WooSeller hỗ trợ được gì cho các anh chị. Thì có những cái vấn đề về tích hợp thì anh chị biết là trên trang web của anh chị, khi khách hàng có nhu cầu mua hàng thì làm trên website của mình nó sẽ hỗ trợ được vấn đề là những cái phương thức vận chuyển cũng như là phương thức thanh toán. Ngoài ra cái việc bán hàng thì mình cũng có thể triển khai bán hàng đa kênh, ví dụ như là anh chị bán hàng trên website, và một số anh chị hiện nay cũng biết là nhu cầu khách hàng họ có nhu cầu đặt app thì mình có thể mua thêm cái gói app nữa.
Và đặc biệt là nếu trong trường hợp anh chị sử dụng cái gói Go App á, thì nó sẽ có cái tính năng là livestream. Và ở đây thì có một cái lưu ý nhỏ ha, có nghĩa là bên em có cái tính năng livestream, và khi mà mỗi một lần livestream như vậy á, thì thời gian lên đến tối đa là 60 phút cho một lần. Có nghĩa là bên em sẽ hỗ trợ các anh chị livestream trong vòng 60 phút, và mỗi ngày thì anh chị có thể livestream tối đa lên đến 3 lần. Có nghĩa là thì thật sự á, thì thông thường một cái shop mà có livestream đi nữa thì mình cũng không thể nào mà livestream quá nhiều đúng không ạ? Em nghĩ là với 3 lần một ngày nó cũng là khá đầy đủ cho các anh chị để anh chị muốn cái tương tác với khách hàng. Ngoài ra thì là các anh chị cũng biết là GoSell cũng hỗ trợ cho các anh chị trong trường hợp mình bán hàng trên Shopee, Lazada hoặc là GoMua. Còn nếu trường hợp mà chị có bán hàng trên Facebook, Fanpage, Fanpage hoặc là Zalo AI thì cũng có thể tích hợp vào GoSell luôn. Ngoài ra thì mình có thể mua cái gói GoList để mình làm những cái landing page, là cái trang web một trang để mình giới thiệu đến khi mà mình định làm một cái chương trình promotion hoặc là mình muốn triển khai một cái chiến lược marketing nào đó thì mình có thể sử dụng cái landing page, nó sẽ rất hiệu quả. Và cuối cùng thì dĩ nhiên là sẽ có thể bán hàng theo phương thức là truyền thống là POS anh chị ha. Thì nếu trong trường hợp mà mình bán hàng ở cửa hàng truyền thống thì cái app GoSeller sẽ hỗ trợ cho các chị trong việc scan mã vạch. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy là cái app GoSeller thì nó sẽ có hai cái tính năng rất là quan trọng, là thứ nhất là tính năng livestream, và thứ hai là nó sẽ hỗ trợ các anh chị thay cái máy scan á. Có nghĩa là nếu mà mình sờ cài cái app GoSeller này trên điện thoại thì có thể scan được mã vạch luôn. Thì khi mà em trình bày tới đây thì ngoài lúc nãy em có hỏi anh Hiếu rồi, thì các anh chị khác vui lòng cho em hỏi, nếu trong trường hợp mà anh chị đã tải cái app GoSeller này về máy rồi, có nghĩa là các anh chị đã tải về rồi, thì anh chị vui lòng đánh số 1 của chatbox. Và nếu trường hợp mà anh chị chưa tải thì anh chị vui lòng đánh số 0 của chatbox giúp em được không ạ? Để em kiểm tra thử xem là hiện tại là tình hình các anh chị đã sử dụng cái app GoSeller này chưa. Nếu rồi thì đánh số 1, mà nếu không thì nếu chưa thì đánh số 0 giúp em nha. Em xin hỏi các anh chị có đó không ạ? Ví dụ như chị Mai à, chị Tuyết à. Có thể là các anh chị không tiện chia sẻ thì em xin phép được đi tiếp nha. Lúc nãy thì có anh Hiếu cũng đã chia sẻ với em rồi, có nghĩa là anh đang sử dụng trên website thôi, chứ trên app điện thoại thì anh cũng có sử dụng. Và cái điều đặc biệt là nếu trong trường hợp anh chị sử dụng cái gói những cái tính năng trên nền tảng GoSell là để hỗ trợ các anh chị tập mình có thể thu thập thông tin khách hàng lại, và kế tiếp là mình sẽ tiến hành những cái hoạt động ví dụ như là những hoạt động gửi email hoặc là những chiến dịch flash sale. Và nếu trong trường hợp mà các anh chị có sử dụng cái gói Go App đó anh chị, thì cái gói Go App sẽ hỗ trợ các anh chị cái tính năng là tạo thông báo đẩy. Các anh chị lưu ý cái vấn đề này ha. Và cái phần kế tiếp là cái phần quản lý đồng bộ tập trung, thì các anh chị sẽ thấy được là trên cái app GoSeller tí nữa mình có thể được tra cứu được cái vấn đề là đơn hàng này, các anh chị hỗ trợ cho các anh chị được cái vấn đề là đơn hàng ha, để xem được kho hàng luôn đúng không ạ? Mình có thể được xem được cái phân tích báo cáo ha. Mình trên cái app đó mình sẽ có thể mình sẽ thường những người chủ sẽ quan tâm những con số, ví dụ như những con số về số lượng đơn hàng nè, hoặc là hiện tại là cái doanh thu mình bao nhiêu, thì trên cái app GoSeller sẽ hỗ trợ được cho các anh chị. Và trong cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì một lần nữa thì em rất là mong muốn là sau khi đã giới thiệu rồi và các anh chị tải cái app GoSeller đó rồi thì tùy ha, cái chẳng hạn ví dụ nếu trường hợp các anh chị đang nha là người chủ đang quản lý cái doanh nghiệp của mình, cái công ty của mình, thì mình sẽ hình dung xem là cái nếu trong trường hợp mình đã tải cái app GoSeller đó về rồi thì là những cái mục nào thì các anh chị sẽ thực sự là quan tâm và miễn phí cho các anh chị. Còn nếu trong trường hợp mình đang là nhân viên và mình đang sử dụng cái phần mềm GoSell thì mình sẽ quan tâm theo những cái mục nào cần thiết cho mình, có nghĩa là mình phải thường xuyên sử dụng để hỗ trợ cho công việc mà bán hàng hoặc là quản lý hàng ngày của mình. Vì do cái điểm mà
nổi bật và cũng là cái điểm mà rất là đặc biệt, chỉ có app GoSeller mới có thể hỗ trợ được cho các anh chị. Thì là em muốn chia sẻ thêm một số những cái cách thức là livestream hiệu quả, có nghĩa là sau khi mà anh chị đã tải cái app GoSeller đó về rồi thì chắc chắn là anh chị vẫn và anh chị tải về, và nếu trường hợp anh chị nào mà có mua cái gói GoApp luôn á thì chắc chắn là anh chị sẽ nên mình tận dụng cái tính năng livestream này để mà hỗ trợ cho mình có thể bán hàng được nhiều hơn. Thì một lần nữa mình sẽ xem lại ha. Thì thông thường khi mà tiến hành livestream thì mình phải có những cái thông báo về thời gian buổi livestream. Thì để thực hiện cái thông báo này thì anh chị có thể là mình làm một cái banner hoặc là mình làm một cái thông báo thể hiện trên cái trang web của mình. Có nghĩa là trên trang web các anh chị nào đã thì các anh chị ở đây đã sử dụng phần mềm GoSell rồi, thì anh chị có thấy là sẽ anh chị rất là dễ dàng có thể mà điều chỉnh những cái gọi là những cái element trên cái trang web. Thì các anh chị có thể vào trong cửa hàng trực tuyến để anh chị có thể điều chỉnh, và sau đó anh chị làm những cái thông báo để mình gắn lên trang web, hoặc là anh chị có thể là gửi tin nhắn hoặc là gửi email để thông báo cho khách hàng biết là sắp tới mình sẽ có cái buổi livestream và thời gian nào để khách hàng có thể sắp xếp tham gia. Và dĩ nhiên là thông thường khi mà mình đã livestream rồi là mình muốn tương tác với khách hàng rồi thì mình cũng sẽ có những cái điều mà mình có nghĩa là để thu hút khách hàng, thì chắc chắn là đi kèm theo đó là những cái promotion, những chương trình ưu đãi. Thì để làm những điều đó thì anh chị vào và trong cái xem xong những cái mục về ưu đãi hoặc là những cái mục tạo promotion thì trên nền tảng của sale cũng hỗ trợ được cho các anh chị để anh chị thực hiện các điều đó ha. Và bên tập những bạn trainer giống như là em đây thì cũng chia sẻ, cũng có nghĩa là cũng soạn ra những cái bài, mỗi bài thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị là làm thế nào để mình có thể tạo ra được những cái chương trình khuyến mãi ưu đãi để thu hút khách hàng. Thì anh chị chịu khó tham dự theo những buổi tập huấn như thế này nghe các anh chị. Sau khi đã thông báo về thời gian livestream rồi thì chắc chắn là anh chị sẽ lựa chọn khung giờ. Thì thường thì người ta sẽ nói là mình nên lựa chọn một khung giờ vàng nào đó. Tức là khung giờ, khi nói về khung giờ vàng thì là theo một cái chuẩn chung, có thể là mình sẽ quan tâm cái khung giờ vào buổi sáng khi mà khách hàng chưa thực sự và bắt đầu vào công việc, thì có thể là một cái buổi sáng khoảng từ tầm 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi, trong cái khoảng thời gian đó thì họ mới bắt đầu đi làm, hoặc họ có thời gian vừa coi livestream vừa sử dụng ăn sáng, hoặc là khung thời gian vào buổi tầm buổi trưa, cái giờ nghỉ trưa, cái giờ ăn cơm, có nghĩa là người ta vừa có nghĩa là người ta có thời gian rảnh đó, thì người ta có thể vừa dùng bữa trưa vừa có thể xem livestream của các anh chị, hoặc là mình có thể livestream vào cái giờ buổi tối sau cái giờ tan tầm đi làm rồi. Cái tầm ví dụ như cái thời gian mà sở dĩ bên em tổ chức những cái lớp học vào cái thời gian này là vì là cũng biết là sau khi anh chị đã tan tan tầm rồi về nhà thì lúc đó anh chị mới có thời gian có thể là mình có thể tham dự những cái buổi tập huấn, hoặc là mình có thời gian để mình xem những cái buổi livestream. Thì cái khung giờ vàng thì là một cái giống như là một cái chuẩn chung, thì hầu như tất cả mọi người thì cũng đều thống nhất với nhau à, đó là một cái khung giờ vàng. Tuy nhiên bản thân mỗi cái người bán hàng thì do mình khi mà mình bán hàng thì mình sẽ đặt ra một cái những cái tiêu chí, ví dụ như là khách hàng của mình là ai, mà khi mình biết được khách hàng của mình là ai thì mình sẽ hình dung được là đối với đối tượng khách hàng đó thì có thể là cái khung giờ của họ, cái thời gian rảnh và cái khung giờ nào. Ví dụ như là anh chị đang đánh vào cái tệp khách hàng là sinh viên đi đúng không ạ, thì nhiều khi sinh viên có thể là buổi sáng sớm thì họ chẳng hạn như sinh viên có thể bây giờ vào cái tiết ca đầu tiên là 6:45 rất là sớm, nhưng mà cái thời gian mà họ có thể ra chơi được lại là lúc là tầm 10 giờ. Như vậy thì lúc đó là 10 giờ thì mới là cái giờ vàng để mà anh chị có thể livestream và các bạn sinh viên có thể tương tác được. Thì đây cũng là một cái ví dụ để minh chứng cho một điều rằng là đúng là thông thường thì người ta có thể đưa ra một số những cái lời khuyên về về cái khung giờ phù hợp. Tuy nhiên tùy theo cái đối tượng khách hàng của các anh chị mà mình có thể là tự tự rút ra được là cái khung giờ nào là cái khung giờ phù hợp nhất đối với cái tệp khách hàng của mình, để mình khi mà mình livestream thì khách hàng có thời gian và họ có thể sắp xếp thời gian được, có thể theo dõi được với các anh chị. Và tiếp theo là cái phần mà kêu gọi hành động tạo những cái mini game. Thì các anh chị thấy là thực tế là khi một buổi livestream như vậy, để một cái buổi livestream nó có thể là trở nên sinh động hơn, lôi cuốn hơn, thì thường là anh chị thấy là người ta hay bắt bắt trend đúng không ạ. Ví dụ như hiện tại là chắc là mấy hôm nay thì anh chị cũng thấy được không khí rất là náo nức của World Cup,
thì đâu đó mình cũng có thể là nghĩ ra một cái trò chơi gì đó, ví dụ như trước cái giờ đá bóng anh chị làm cái buổi livestream và anh chị nói là nếu mà trong trường hợp mà các bạn nào đúng không ạ, order một cái sản phẩm A đúng không ạ, kèm theo đoán được cái sỉ số ngày hôm đó là ai thắng, mình ví dụ như vậy ha, thì anh chị có thể là nhận được một cái ưu đãi giảm giá 5% hay 10% gì đó. Như vậy là các chị sẽ là thu hút khách hàng để khách hàng họ cảm thấy là hào hứng tham gia, có nghĩa là họ vừa yêu bóng đá nhưng mà các chị bắt theo cái trend đó mình tạo ra những cái mini game nó sôi động như vậy thì tự nhiên cái ta người ta cảm thấy hào hứng, người ta muốn, nhiều khi thật sự là tại thời điểm đó người ta cũng chưa muốn mua cái sản phẩm đó lắm nhưng mà vì hào hứng tham gia những cái game mà các chị nghĩ ra tạo ra như vậy á, thì họ có thể là họ quyết định họ họ đặt đơn đúng không ạ, họ đặt đơn vì họ cảm thấy là mình cũng yêu thích bóng đá rồi cũng có cái trò chơi thú vị như vậy thì họ muốn tham gia. Và điều đặc biệt là mình phải chuẩn bị một số những cái background ha, để đảm bảo rằng khi mà trong quá trình livestream như vậy sẽ không có những cái sự cố gì mà ngoài mong muốn thì nó cũng không hay lắm, để ảnh hưởng đến cái việc khách hàng sẽ đánh giá của mình. Và cuối cùng là mình làm gì thì làm thì chắc chắn sẽ là có một cái kịch bản, ví dụ như cái buổi mà tập huấn ngày hôm nay khi mà em gặp gỡ với các anh chị thì chắc chắn thì em cũng phải đã chuẩn bị sẵn là hôm nay em sẽ chia sẻ những điều gì với các anh chị. Thì cũng tương tự thôi, khi mà anh chị là livestream, anh chị tương tác với khách hàng thì chắc chắn một điều anh chị cũng biết rằng mình cần phải nói những cái gì về với khách hàng. Thì cái ở đây thì em xin nhắc lại cái công thức chút xíu ha, tại vì cho dù cái kịch bản gì đi nữa thì chắc chắn là anh chị cũng sẽ xoay quanh cái vấn đề về bán hàng đúng không ạ. Nếu mà trường hợp mà đã bán hàng rồi thì anh chị đừng quên giúp em cái công thức này ha, FAV, mà em trong mỗi buổi mỗi khi mà có cơ hội nói về sản phẩm á, thì em hay nhắc ha, F&B cộng B, thì ở đây là tiếng Anh có nghĩa là kiểu feature ha, những cái đặc điểm nè, những đặc điểm của sản phẩm ha, những cái ưu điểm của sản phẩm. Những cái lợi ích mà mang lại, benefits ha. Và cuối cùng là cái phần quan trọng là personalize. Tại vì hầu như là các sản phẩm bây giờ thường á, khi mà mình đã giới thiệu cho khách hàng rồi thì nó sẽ có những cái đặc điểm nổi trội. Nhưng mà tuy nhiên cái đặc điểm nổi trội thì có thể là đối với những người này thì họ cần và đối với những người khác là không cần. Cho nên là một khi chị đã xác định được khách hàng mục tiêu rồi thì mình phải biết xem là đối với những khách hàng đó cái việc mà cá nhân hóa vào chính những cái điều mong muốn của họ là như thế nào, là những cái điểm mà giúp cho mình quyết định được xem là mình có thành công hay không cho trong cái quá trình mình thuyết phục khách hàng. Như vậy là làm kịch bản thì có thể anh chị có thể là có nhiều phần mình cũng phải lưu ý, nhưng mà dù gì đi nữa thì mình đã gọi là livestream bán hàng thì chắc chắn mình sẽ giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ. Khi giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ thì cái script có nghĩa là những cái nội dung mà mình muốn truyền tải đến khách hàng thì đâu đó sẽ cần phải thể hiện rõ những cái điều này ha, những cái feature, những cái advantage, những cái benefits hoặc là những cái personalize đối với cái khách hàng đó. Tiếp theo thì em sẽ chuyển qua cái phần về GoSell, app GoSell nha các anh chị, cái app GoSell này. Thì khi mà tí nữa anh chị thấy cái giao diện này nó cũng sẽ là màu xanh các anh chị ha. Thì đầu tiên khi mà vào cái app đó anh chị sẽ thấy được cái thông tin chung về cái thông tin cài đặt chung ha, là cái giao diện như vậy sẽ thấy được là sẽ mua gói như thế nào ha, thông tin cửa hàng, ngôn ngữ, và đặc biệt sẽ tí nữa em sẽ chứng minh cho chị thấy cái phần hỗ trợ và cái phần trợ giúp nè. Ví dụ như nếu mà trong trường hợp anh chị có những câu hỏi thắc mắc gì thì mình có thể vào đây để mà GoSell có thể hỗ trợ cho các anh chị. Tiếp theo là lúc nãy em nói là trên cái app GoSeller này nó sẽ hỗ trợ trong cái việc khi mà có đơn hàng thì nó sẽ thì thông báo lên. Cho nên nếu trong trường hợp các anh chị cài cái app GoSeller như vậy thì rất là tiện cho các anh chị trong việc mà mình biết là hiện tại là có đơn hàng nào đã khách hàng đã đặt rồi ha, thì mình có thể kiểm tra trực tiếp trên đây luôn. Thì giờ ngoài ra hai cái tính năng trên thì sẽ có những tính năng khác nữa, anh chị sẽ thấy là cái phần tổng quát trên nè là phân tích ha, chị thấy ha, là phân tích báo cáo nè,
Tiếp theo là những cái hoạt động nhanh, ví dụ như là tạo đơn này, thấy không? Anh chị ta thấy là tạo đơn hàng, ví dụ như bây giờ nếu mà anh chị bán hàng tại quầy POS thì anh chị có thể là tạo đơn hàng trực tiếp luôn, đúng không ạ? Và anh chị thấy là mình có thể quét mã vạch nè, sản phẩm mình có thể quét mã sản phẩm ha. Tiếp theo là những cái vấn đề về quản lý, ví dụ anh chị muốn xem quản lý đơn hàng ha, quản lý về khách hàng. Nếu anh chị làm về dịch vụ thì có quản lý về đặt chỗ luôn ha, và anh chị có thể kiểm soát xem và tồn kho ở đây. Và anh chị có thể xem sổ quỹ này, anh chị có sổ quỹ ở đây là sẽ theo dõi về dòng tiền á. Thì thường là mình anh chị nào bán hàng sẽ quan tâm là cái dòng tiền trong, thường là người ta sẽ quy định trong một ngày để xem một ngày đó thì cái lượng tiền vào và tiền ra như thế nào, thì mình có thể ứng dụng tính năng sổ quỹ này. Và đặc biệt là em có khoanh đỏ ở đây ha, để nhấn mạnh lại một lần nữa là nếu trong trường hợp mình có sử dụng cái gói Go App á, thì mình sẽ sử dụng tính năng livestream này các chị ha. Chỉ khi nào mình có gói Go App thì mình sẽ sử dụng được tính năng livestream. Như vậy thì em muốn cho các anh chị đang tham gia ở đây thì em xin đặt câu hỏi, thì hy vọng là các anh chị cũng sẽ tương tác với em ha. Thì hiện tại các anh chị nào là có mong muốn là đăng ký cái gói Go App không ạ? Nếu trường hợp anh chị nào có mong muốn đăng ký cái gói Go App thì vui lòng đánh số 9 vào chatbox giúp em được không? À, cảm ơn anh Cường à, em nhớ anh Cường đã mua. Em nhớ hôm trước là anh Cường có mua luôn cái gói cộng tác viên luôn nè. Thì em xin hỏi anh Cường, không biết là khi anh Cường đã mua cái gói này rồi thì anh Cường về có làm cái tính năng livestream không anh, không anh Cường ha? Anh Cường có livestream bán hàng gì không à? Dạ nếu có anh Cường đánh số 1 giúp em được không? À chưa, một số vấn đề thì hy vọng là những cái bạn bên em sẽ hỗ trợ cho anh ha. Rồi em xin hỏi những các anh chị khác thì sao ạ? À? Những các anh chị nào ở đây có đang quan tâm tới cái vấn đề là nếu về cái gói Go App không ạ? À? Ngoài anh Cường thì em có thấy chị Đoan Mai à, chị Hoàng Tuyết à. À, có thể là trong quá do mình học buổi tối thì có thể là cái buổi tối là cái giờ nhiều khi mà mình cái giờ cơm, thì anh chị có thể là chỉ có thể là vừa tham gia lớp học thì có thể anh chị sẽ làm cái số công việc riêng thì không tiện tương tác thì không sao ha. Nếu trường hợp em gọi tên mà không thấy tương tác thì em xin phép được bỏ qua. À giờ cảm ơn chị Mai. À, chị Mai cho em hỏi là không biết là sau khi nãy giờ em chia sẻ như vậy á thì chị Mai có quan tâm tới cái vấn đề là livestream bán hàng không, và chị có quan tâm tới cái việc là mua cái gói Go App không ạ? À? Tại vì nếu chị Mai quan tâm thì em sẽ báo bên dịch vụ khách hàng ngày mai liên hệ lại với chị ạ. À, hiện tại chưa, rồi cảm ơn chị ha. Thì bây giờ em sẽ xin phép em chuyển qua cái app GoSeller nha. Có nghĩa là em sẽ chia sẻ với anh chị cái giao diện cái app GoSeller như thế nào để anh chị tiện cho các anh chị sử dụng. Em hy vọng là sau cái buổi này thì tất cả các anh chị ở đây đều tải cái app GoSeller về sử dụng anh chị ha. Dạ rồi. Anh chị có thấy cái màn hình GoSeller ở đây không ạ? À? Nếu trường hợp anh chị có thấy cái màn hình cái app của em á, có nghĩa là em đang đang hiển thị cái app lên nè. Em có rê con chuột để cho cái app nó di động này các anh chị. Nếu trường hợp anh chị có thấy cái app của em rồi á thì anh chị vui lòng đánh số 9 vào ô chatbox giúp em được không? Để em rồi cảm ơn anh Hiếu thấy rồi ha. Thì các anh chị vui lòng lưu ý giúp em ha, nếu anh chị đang sử dụng cái gói GoSell rồi á thì anh chị có thể vào cái phần tức là những cái phần mà mình cái chỗ mà để mình có thể download những cái app về á, thì thấy anh chị thấy cái biểu tượng này nè, GoSeller này, anh chị thấy cái biểu tượng này không, nó có cái giống như cái tên lửa này lên á, nó bay lên á, thì anh chị vui lòng tải cái app này về giúp em nha. Anh chị vào cái phần ứng dụng của anh chị vào phần ứng dụng vui lòng tải app giúp em anh chị ha. À, thì em hy vọng là sau khi em demo xong á, thì tất cả các anh chị ở đây mình có tham gia thì mình sẽ tải app á. Anh chị nào tải rồi
thì vui lòng mà. Sau này thì mình sử dụng mình xài, còn chị là chưa tải thì mình vui lòng tải xuống giúp em. Rồi bây giờ em bắt đầu đi, mình sẽ đi qua hết tất cả những thông tin trên cái app MoSeller này các chị ha. Thì đầu tiên anh chị vào cái phần em sẽ mở ra cho các chị thấy nè, tài khoản đúng không ạ? Tài khoản thì anh chị có thể kiểm tra được cái gói dịch vụ của mình đúng không? Hiện tại mình đang sử dụng gói nào, như thế nào, có những cái gói nào mình muốn mua thì mình những cái gói nào đã gần hết hạn ha, trạng thái gần hết hạn như thế nào á, thì nó sẽ hiện ở đây. Đây là cái gói dịch vụ của các anh chị. Tiếp theo mình có thể xem thông tin được cửa hàng của mình ha, và trên đây thì mình có thể điều chỉnh luôn. Thì anh chị cũng biết là trên nền tảng WholeSale sẽ hỗ trợ trong những cái trường hợp mà anh chị mà lấy danh sách khách hàng xuống hoặc là lấy đơn hàng xuống mà phá sale á, thì nếu trong trường hợp mình nhập cái địa chỉ mail này nè, mình thay đổi địa chỉ mail á, thì lúc đó cái file đó nó sẽ chuyển vào cái email mà anh chị nhập ở đây. Cho nên anh chị cũng lưu ý ha, mình có thể điều chỉnh mail trực tiếp tại đây luôn. Tiếp theo là cái phần ngôn ngữ thì là dễ hiểu rồi. Tiếp theo là cái phần hỗ trợ nè các anh chị thấy mà khi mà em click vào á, thì rõ ràng là anh chị sẽ thấy là anh chị có thể chat với GoSale, có nghĩa là anh chị có thể là phản ánh một cái thông tin gì đó, hoặc là anh chị muốn trình bày một cái vấn đề gì đó thì anh chị có thể vào đây để anh chị gửi thông tin cho bên bên GoSale bên em. Rồi tiếp theo nữa là cái phần trợ giúp FQA, anh chị thấy nè, em mở ra, em sẽ mở ra cái phần trợ giúp này. Thì khi vào cái phần trợ giúp này anh chị thấy là em chọn vào đó thì nó sẽ thể hiện ra những cái thông tin về những cái gói bên em, những cái tổng quan, hoặc là những cái mà anh chị thấy là thường những cái cập nhật mới nè cũng có xem ở đây. Thì thông thường anh chị lưu ý giúp em ha, chẳng hạn ví dụ như là cái GoSale bên mình nó hiện tại là cái version 3.7, thì thông thường cứ khoảng là tầm 3 tháng thì bên bộ phận product bên em á, theo cái là bên em thì bao giờ cũng có cái bộ phận giúp như R&D á, research and development, thì họ luôn luôn là muốn cải tiến cái sản phẩm GoSale nó sẽ tốt hơn, và hoặc là trong cái quá trình mà các anh chị sử dụng á, anh chị có thể phản ánh những cái thông tin hoặc là anh chị mong muốn những cái điều gì mà khi mà phản ánh cho dịch vụ khách hàng bên em á, thì bên em sẽ báo lại trên bộ phận product R&D đó, để họ lúc nào cũng cải tiến và cập nhật. Thì thường có khoảng tầm 3 tháng cứ mỗi quý á, thì sẽ có những cái tính năng mới. Thì lúc đó anh chị có thể vào vào đây ha, anh chị có thể xem là có những cái tính năng gì, thì anh chị có thể xem thêm ở đây. Như vậy là rất là tiện cho anh chị để mình tại vì khi mà mình đã biết được tính năng mới đó rồi, thì những tính năng đó sẽ hỗ trợ cho anh chị rất nhiều trong cái việc mà bán hàng cũng như trong việc quản lý. Như vậy anh chị lưu ý hai cái tính năng ha, tính năng hỗ trợ và tính năng trợ giúp giúp em. Rồi tiếp theo là em sẽ vào cái phần nè, anh chị thấy là cái thông báo lúc này nó có cái màu đỏ hiện lên á, thì khi mà thấy màu đỏ như vậy anh chị biết chắc chắn là đã có một cái thông báo gì về đơn hàng. Ví dụ đây thì bạn click vào thông báo em trượt nè, anh chị thấy không ạ? Anh chị sẽ thấy những thông tin ví dụ như là đặt chỗ số đã vừa tạo, có nghĩa là do lúc nãy là em hôm nay là có cái buổi demo cho nên em phải làm demo một cái đặt chỗ để chứng minh cho anh chị thấy là khi mà em tạo một cái đặt chỗ như vậy thì nó sẽ vào cái phần thông báo để hiển thị lên báo cho cho những người seller biết là mình có những cái booking này anh chị ha. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần trang chủ, cái phần trang chủ là đầu trang luôn, trang chủ chị xem. Thì cái đầu trang chủ anh chị thấy sẽ được là cái phần tổng quan đơn hàng và cái chữ là chữ phân tích, chị sẽ thấy được cái chữ phân tích đúng không ạ? Thì lúc nãy ngay từ đầu á em có chia sẻ với các anh chị là thì thực sự là tùy theo có nghĩa là ai sẽ là người sử dụng cái phần mềm GoSale hoặc là cái app GoSeller này, thì có thể là mình sẽ có những cái quan tâm nhất định. Ví dụ như là các anh chị đang là chủ, anh chị không có đứng trực tiếp bán hàng, thì anh chị sẽ quan tâm rất là nhiều về những cái báo cáo phân tích. Thì ở đây sẽ là một cái công cụ hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều về cái việc xem báo cáo ha. Chẳng hạn ví dụ anh chị vào cái phần tổng quan, chị chọn đi phân tích nè, anh chị sẽ thấy ha. Thì phần phân tích này sẽ cho xem là ví dụ ngày hôm nay ra sao, ngày hôm qua như thế nào, đúng không ạ? Tuần này ra sao, là trong tháng này những cái chỉ số, ví dụ là anh chị sẽ thấy về doanh thu ha, là thấy được những cái biểu đồ cột, tiếng em sẽ chứng minh là có biểu đồ tròn luôn, biểu đồ cột thì về vấn đề doanh thu để mình xem là doanh thu tăng giảm trong tháng này nó có ghi rõ là cái ngày anh chị ha, ngày luôn thì biết là ngày này ngày nào bán chạy, ngày nào không bán chạy, rồi doanh thu như thế nào của đơn hàng, có nghĩa là màu xanh là cái phần doanh thu và màu cam là cái phần đơn hàng. Thì anh chị thấy là có những cái ngày mà đơn hàng rất là nhiều nhưng mà doanh thu không nhiều, chứ chứng tỏ là cái giá trị đơn hàng nó sẽ
không nhiều thì mình sẽ xem lại cái gì ha. Rồi tiếp theo là anh chị sẽ thấy là những cái thông tin về lợi nhuận gộp nè, cái màu anh chị thấy màu hồng đúng không? Sau đó mình lướt qua mình thấy là lợi nhuận gộp, lợi nhuận là như thế nào, rồi giá trị trung bình của một đơn hàng sẽ thì thường là giá trị trung bình của một đơn hàng mỗi một cái shop, ví dụ như một cửa hàng á, mình quan tâm đến giá trị trung bình của một đơn hàng để mình biết rằng là để mình huấn luyện cho những cái bạn sale á, để khi một khách hàng họ vào cái shop của mình, cái tiệm của mình họ mua, thì mình khi mà mình xem cái đơn hàng, ví dụ như giá trị trung bình của đơn hàng của cái shop của mình là 1 triệu, nhưng nếu mà một khách hàng vào mà họ mới mua đâu đó là khoảng tầm 600-700, thì mình biết rằng là mình có thể ứng dụng những cái kỹ năng cross sell hoặc là up sell để mà mình thuyết phục khách hàng để họ có thể mua thêm, tại vì mình biết được là cái khả năng chi trả của họ đây là 1 triệu ha, thì đó cũng là một cái để mình nắm được là xem là mình đoán được là cái đối tượng khách hàng đi vào cái shop của mình thì cái khả năng chi trả của họ bao nhiêu. Tiếp theo là anh chị thấy được là tổng số đơn hàng là như thế nào ha. Rồi phía dưới đây là lúc nãy mình nói ở trên là biểu đồ là biểu đồ cột để cho anh xem được cái tốc độ tăng trưởng như thế nào. Còn dưới đây là biểu đồ tròn thì mình sẽ xem được là kênh bán hàng ra sao, chi nhánh nào đang bán nhiều, đúng không ạ? Mình xem sao cái mỗi chi nhánh thì có thể là có những cái hoạt động hiệu quả khác nhau. Ví dụ đây mình sẽ thấy là hai chi nhánh là chi nhánh Gò Vấp và chi nhánh quận 1, thấy rõ ràng là chi nhánh Gò Vấp đang hoạt động hiệu quả hơn, đúng không ạ? Cái số lượng ở đây là 100%, có hai chi nhánh 100%, thì là cái tỷ trọng ở Gò Vấp là chiếm tới 80 mấy% lận, rất là nhiều ha. Rồi mình hãy kiểm tra xem là hiện tại là những cái kênh bán hàng nào là đang chiếm ưu thế, ví dụ hiện tại là cái đối với cái shop này là web là đang bán được rất là nhiều ha, những cái kênh khác thì bán không được nhiều. Rồi mình cũng kiểm tra được xem cả nhân viên luôn nè, ở đây là mình coi là ở đây thì do đây là một cái tài khoản demo cho nên là chỉ đề là chủ với lại một bạn nhân viên nào đó, đúng không ạ? Thì thực tế anh chị có thể là anh chị sẽ có anh chị là chủ, anh chị sẽ không bán mà anh chị sẽ giao cho rất là nhiều nhân viên khác để mà bán, thì như vậy thì mình sẽ đánh giá xem là cái bạn nhân viên nào làm việc tốt là hay làm việc không tốt để thể hiện qua doanh số bán hàng. Tiếp theo mình sẽ thấy được là một cái là doanh thu theo địa điểm, thì anh chị cũng biết rằng ở đó lý do tại sao mà trên nền tảng wholesale sẽ có cái gói được gọi là đa chi nhánh. Đa chi nhánh ở đây anh chị thấy là thường khi mà mình muốn mở một cái kho hàng ở đâu, ví dụ như anh chị đang bán hàng ở Hồ Chí Minh, nhưng mà bây giờ anh chị thấy cái tỉnh miền Tây một khu vực nào đó, ví dụ ở Cần Thơ, anh chị thấy là người ta order từ Cần Thơ, cái mình phải giao hàng từ Hồ Chí Minh về Cần Thơ, thì mình thấy là nếu mà như vậy thì cũng khá là bất tiện, đúng không ạ? Mà mình biết được là bây giờ hiện tại có rất là nhiều ở Cần Thơ order hàng, thì mình cũng thể đâu đó mình nghĩ ngay là chắc là sắp tới mình sẽ mở rộng một cái kho hàng, một cái gian hàng gì đó ở Cần Thơ. Thì khi mà anh chị mở rộng như vậy thì anh chị có thể là cân nhắc mình sẽ mua cái gói đa chi nhánh, sẽ hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều trong cái việc mà anh chị sẽ quản lý về kho hàng, về số lượng hàng hóa anh chị ha. Thì đây là nãy giờ mình sẽ xem anh chị thấy được là trên cái app WooSeller này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong trường hợp anh chị đang là người quản lý, với vai trò là người quản lý, anh chị xem doanh thu, xem về doanh thu, anh chị xem về về cái việc cái ai là người đang làm việc tốt, rồi những cửa hàng nào đang bán hàng được nhiều, những kênh bán hàng nào đang có thể bán được rất là nhiều, thì mình đều xem được ở cái giao diện là phân tích này anh chị ha. Tiếp theo cái phần phân tích là cái phần ở phần dưới đây nó có những cái phần là hành động nhanh nè, thì em sẽ chứng minh cho anh chị thấy ha, là tạo đơn hàng, đúng không ạ? Ví dụ anh chị tạo đơn hàng thì anh chị có thể click vào đây thì nó giống như là một cái POS, đúng không ạ? Cái máy tính tiền POS thì em sẽ mở thử một cái đây, anh chị sẽ thấy ở đây em có một cái mã vạch, đúng không ạ? Anh chị thấy cái mã vạch để là cái mã vạch bánh ăn kiêng, đúng không? Khi mà có cái mã vạch này anh chị thấy bên góc bên phải nó sẽ có một cái web sản phẩm, thì em sẽ đưa vào đây em web. Anh chị thấy không ạ? Khi mà em quét xong là tự động, ví dụ như bình thường mình bán hàng tại quầy đi, thì mỗi sản phẩm mình sẽ dán một cái barcode lên, đúng không ạ? Thì mình click vào đây mình sẽ scan cái barcode đó, thì cái sản phẩm nó tự động nó sẽ nhập vào trong cái đơn hàng, và mình có thể tạo một cái đơn hàng đó luôn. Thì anh chị có thấy là cái nút ngay đây tại đây nè, ở đây nó có cái nút hoàn tất,
rõ ràng là tất cả những cái vấn đề về thông tin khách hàng đúng không ạ? Mình có thể thêm khách hàng mới đúng không? Mình thêm khách hàng mới, sau đó mình tạo một cái đơn hàng. Ở đây mình có thể tạo một cái đơn hàng ha, chọn cửa hàng mua ở đâu, thanh toán như thế nào, sau đó mà mình nhấn nút hoàn tất là mình có thể hoàn hoàn thành xong cái phần đơn hàng luôn. Em sẽ thử ha, ví dụ ở đây mua tại cửa hàng này, chọn cái sản phẩm này là một rồi, ví dụ đơn hàng này là 100 thì em dựng 100, thì em xác nhận em dựng 100 luôn, sau đó em hoàn tất. Như vậy là đơn hàng sẽ tạo thành công, anh chị thấy đúng không ạ? Đơn hàng mới được tạo thành công. Là hành động tiếp theo thì mình nhấn nút OK là mình đã xong. Tức là em đã chứng minh cho anh chị thấy là mình có thể tạo được một đơn hàng giống như là bán hàng tại quầy rồi đó anh chị. À, tiếp theo ha, thì các anh chị thấy là những hành động nhanh, ví dụ như anh chị có thể tạo một cái sản phẩm đúng không ạ? Thì thông thường tạo một sản phẩm nếu mà anh chị làm trên web thì nó sẽ tiện lợi hơn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp một cái sản phẩm của mình nó khá là đơn giản, không phức tạp, cái việc kê khai thông tin chỉ số nó đơn giản thì mình có thể tạo trực tiếp ở trên cái app MoSeller luôn nha các anh chị. Ở đây là anh chị có thể thêm khách hàng mới được nè. Thêm khách hàng mới thì không nhất thiết phải là lúc nào mình cũng phải nghĩ là cái người nhân viên bán hàng mới là thêm. Chẳng hạn ví dụ như các anh chị đây là các anh chị đang làm chủ đi đúng không? Nhiều khi mình gặp gỡ một ai đó, mình đi theo cái hướng là bán hàng B2B, có nghĩa là bán hàng cho những cái doanh nghiệp đúng không? Mình tham dự là một cái event hay như thế nào đó, thì mình có thể là mình tiếp xúc với một cái người nào đó, và mình nghĩ là cái người đó sẽ là khách hàng tiềm năng của mình, thì mình có thể xin luôn thông tin để mình ngồi nhập ở đây. Sau khi mình nhập xong mình lưu lại thì chứng tỏ là chị sẽ có một cái thông tin về data khách hàng trên đây, mình lưu lại trên cái hệ thống của mình rồi. Thì sau khi OC đã có lưu lại rồi thì những bước tiếp theo thì chị có thể triển khai làm marketing, gửi email như thế nào đó là những cái bước tiếp theo. Nhưng mà ở đây là chỉ thấy cho các anh chị thấy được cái sự tiện lợi ha, có nghĩa là mình có thể lưu một cái thông tin khách hàng bằng cách là mình sử dụng điện thoại là mình đã lưu được rồi, rất là tiện lợi cho các anh chị. Chứ nhiều khi mình xin card visit xong rồi mình có thể quên luôn ha. Và tiếp theo là cái tính năng phát livestream, thì lúc nãy em có nhắc lại ở đây ha, nếu mà trong trường hợp mà các anh chị nào sử dụng thì anh chị lưu ý giúp em, thì thời gian livestream là cho phép là tối đa 60 phút, và một ngày thì cho phép các anh chị livestream tối đa là 3 lần các chị ha. Thì em sẽ thử cho các anh chị thấy là đây mình chọn vào cái tính năng livestream. Nhưng mà để sử dụng tính năng này thì các anh chị vui lòng giờ mua cái gói Go Web, xin lỗi Go App của bên em dùng mà. Các chị thấy ha, có nghĩa là mình sẽ có thể là bật được tính năng livestream này. Tiếp theo là mình có thể bán hàng trên Facebook hoặc là Zalo nha các anh chị. Em mở ra cho chị xem ở đây ha. Thì trên cái nền tảng này sẽ thấy được. Mình xem là những cái cuộc hội thoại của khách hàng. Anh chị vào đây xem ha. Ví dụ anh chị vào đây nè, có những cái thông tin chẳng hạn xem mình xem là khách hàng đang chat như thế nào đó thì có để thể hiện trong đây. Ví dụ như đã trả lời chưa thì cũng đã thiện trong đây. Ví dụ như mình vào mình xem mình thấy là nhân viên của mình chưa có trả lời thì mình có thể là mình sẽ nhắc nhở cái nhân viên của mình ha. Còn mình có thể search, mình tìm theo là nhân viên nào làm việc hay như thế nào đó, mình có thể lọc theo nhân viên được luôn nha các anh chị. Tiếp theo là cái phần quản lý, như vậy là đây là cái phần là đặc biệt và quan trọng trong nếu trong trường hợp là các anh chị đang là chủ ha. Thì khi mà anh chị đang là chủ thì chắc chắn là chị sẽ quan tâm tới những cái đơn hàng đúng không ạ? Thì mình vào đây mình có thể xem những cái đơn hàng của mình, tổng số đơn hàng là bao nhiêu, doanh thu là bao nhiêu, hoặc là mình có thể search tìm kiếm thông tin. Ví dụ như em muốn tìm kiếm thông tin, em đánh tên của em vô nè, thì để ở đây họ sẽ cho phép lọc một cái thông tin ra là tên của mình ha, đơn hàng tên của mình luôn, rất là tiện lợi. Quản lý về mặt sản phẩm ha, mình vào sản phẩm xem cái sản phẩm này mình có thể là anh chị thấy là ở cái góc ở trên đây, khi mà quản lý được sản phẩm thì thấy được cái số tồn kho á, số lượng là bao nhiêu, và mình có thể sort ha, có nghĩa là mình sắp xếp á, mình có thể sắp xếp xem là cập nhật gần đây mình cập nhật một cái sản phẩm nào đó,
hoặc là mình quan tâm về mặt số lượng ha, số lượng tăng dần hay giảm dần thì mình cũng quan tâm, mình có thể xem vào đây xem luôn. Còn những anh chị nào mà đang kinh doanh về dịch vụ đúng không ạ? Khi mà nói về dịch vụ thì sẽ là liên quan tới vấn đề đặt chỗ. Đặt chỗ thì chúng ta vào đây ha. Cái phần đặt chỗ đúng không ạ? Thì mình có thể xem, và cái phần đặt chỗ thì cũng giống tương tự giống như là cái đối với bán hàng hóa đó anh chị, lúc nãy khi mà bán hàng hóa thì rõ ràng em có sử dụng cái mã scan để mình scan cái hàng hóa của mình. Thì ở đây nếu trong trường hợp mà anh chị làm về cái service về dịch vụ á, thì mình có thể scan những cái booking đúng không ạ? Khi mà khách hàng có cái mã booking gửi cho mình thì mình có thể scan cái mã booking đó để xác nhận cho rất là nhanh. Rồi tiếp theo quản lý về kho sản phẩm ha, mình có thể vào kho sản phẩm mình xem ở đây hiện tại kho của mình như thế nào ha, có thể lọc, mình có thể lọc theo số lượng sản phẩm nè, tồn kho thấp hoặc là tồn kho cao. Ví dụ như mình quan tâm tới những cái sản phẩm nào tồn kho thấp quá để mình biết mình lên một kế hoạch bắt đầu mình mua hàng đúng không ạ, hoặc là những cái sản phẩm nào tồn kho quá nhiều thì mình cũng thực sự mình quan tâm để mình xem đây là có quá nếu mà trường hợp quá nhiều như vậy thì cần phải triển khai những cái chương trình promotion nào phù hợp để mà mình có thể bán được hàng đúng không anh chị. Và tiếp nữa thì là một cái vấn đề là anh chị lưu ý giúp em ha, khi mà anh chị nào đã học cái bài tạo về sản phẩm á, rồi á, thì các anh chị lưu ý là một điều là thường mình sẽ không nhập số lượng khi mà anh chị tạo sản phẩm, mà anh chị buộc phải nhập hàng. Có nghĩa là thì trước khi nhập hàng thì anh chị sẽ có một cái vấn đề là anh chị cần phải tạo nhà cung cấp, tại vì cái hàng nhập vào thì anh chị mua từ cái đơn vị nào thì ở đây sẽ hỗ trợ cho anh chị trong việc là mình có thể tạo một cái nhà cung cấp. Mình chọn đây ha, mình thêm một nhà cung cấp mới, mình cài đặt thông tin là mình lưu lại. Sau khi anh chị đã cài đặt cái nhà cung cấp rồi á thì bước kế tiếp là anh chị sẽ nhập hàng đúng không ạ. Mình tạo một cái đơn nhập hàng thì khi tạo một cái đơn nhập hàng như vậy thì cái lúc đó số lượng nó sẽ thể hiện vào trong cái sản phẩm. Chứ nếu mà và nhờ anh chị tạo những cái đơn nhập hàng như vậy thì mình sẽ sau này mình mới kiểm tra được cái lịch sử giao dịch của mình, là cái nguồn hàng đó mình lấy từ ai, số lượng bao nhiêu thì nó sẽ rõ ràng. Còn nếu trường hợp mà anh chị nhập trực tiếp cái số lượng vào trong sản phẩm luôn á thì sau này sẽ rất là khó, các anh chị không biết là không biết cái nguồn hàng này mình lấy từ đâu lúc nào thì mình cũng rất là khó sẽ làm những cái báo cáo sau này anh chị ha. Và cái tính năng cuối cùng anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ là tính năng sổ quỹ là anh chị vào cái phần sổ quỹ, cái quỹ này ha, thì cái phần sổ quỹ này sẽ có cái nút nhỏ phía bên trên, cái nút dấu cộng này nè, ở đây anh chị sẽ thấy được là cái phần tạo mới. Thì để giải thích một cách là đơn giản và dễ hiểu á, thì tạo mới này để nó phản ánh được cái dòng tiền vào và cái dòng tiền ra. Nếu trong trường hợp anh chị muốn thể hiện cái dòng tiền vào á thì anh chị click chọn vào cái phần hóa đơn đúng không, để mình biết là mình tạo cái hóa đơn mình nhận cái số tiền, cái nguồn thu của mình là bao nhiêu. Còn nếu trong trường hợp anh chị muốn chi trả một cái khoản tiền ra như thế nào, anh chị chọn vào cái phần thanh toán đúng không ạ. Thì để em giải thích một cái mà thực tế áp dụng như thế này, thì thông thường á khi một cái tiệm hoặc ví dụ như anh chị giao một cái shop cho nhân viên các anh chị đi đúng không ạ, thì thông thường giao cho nhân viên như vậy thì khi nhân viên trong một ngày họ bán hàng thì anh chị sẽ quan tâm là cái ngày đó mình sẽ thu vào bao nhiêu tiền và mình phải chi ra bao nhiêu tiền. Thì cái tính năng sổ quỹ này sẽ giúp cho các anh chị mình tạo được những cái giao dịch đó, và thông qua cái giao dịch đó thì anh chị có thể mà mình làm những cái báo cáo, mình quản lý sẽ nó sẽ dễ dàng hơn các chị ha. Thì đây là tất cả những cái mà em chia sẻ với các anh chị, với hy vọng là khi mà chia sẻ như vậy thì anh chị thấy là mình tải cái app GoSell này nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều, có nghĩa là mình cảm thấy rất là tiện lợi. Nếu trong trường hợp anh chị là một người quản lý, anh chị muốn theo dõi, muốn xem đơn hàng, hoặc là nếu trong trường hợp là mình là nhân viên bán hàng thì mình cũng có thể ứng dụng cái app GoSeller này trong cái việc bán hàng của mình luôn. Thì sau nãy giờ cái phần chia sẻ của em về cái ứng dụng app GoSeller này á, thì những anh chị nào mà chưa cài đặt anh chị, thì anh chị có nghĩ rằng là sau cái buổi em chia sẻ rồi á thì anh chị sẽ vào trong cái phần App Store của các anh chị để anh chị download, anh chị cài đặt không? Nếu trong trường hợp anh chị có thì anh chị vui lòng đánh số 1 vào chatbox giúp em được không? Nếu anh chị nghĩ rằng anh chị sẽ tiến hành cài đặt à? Alo, các anh chị có còn đó không à? À có, cảm ơn anh Hiếu. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều ha. Anh Hiếu hôm nay có cái là vào đầu giờ luôn thì cũng có chia sẻ với em là chị anh Hiếu chưa có cài đặt ứng dụng, thì sau cái phần
em trình bày xong anh Hiếu nhấn số 1 thì em cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều ha, là anh Hiếu có cái sự cam kết là anh Hiếu sẽ cài đặt cái app này. Thì không biết các anh chị khác thì như thế nào à, ví dụ như là anh Thịnh nè. Alo, mình nghe đây ạ. Anh Thịnh có cài đặt cái app này chưa anh Thịnh? Hả? Cái app Mình Google có Seller này nè. cài trên điện thoại hả? Dạ có đúng không? Và khi mà anh Thịnh cài như vậy anh Thịnh có sử dụng không? Nói chung Có giờ sử này dụng. mình không có sử dụng nhiều với cái app trên điện thoại. Anh không có coi báo cáo này kia, không xem đơn hàng, không xem thông báo đơn hàng này kia anh Thịnh. Có. Có đúng Thường là mình xem trên máy tính không ạ? à? Vậy hả? Nhưng mà nếu trong trường hợp mình đi công tác hay là mình đi đâu ra ngoài thì trên app sẽ là rất là tiện lợi đúng không anh? Đúng rồi, có trên điện thoại thì nó sẽ dễ sử dụng hơn, có nghĩa là khi mình đi thì mình có thể theo dõi được, nhưng mà chắc là ở nhà mình nhiều người họ quen với trên điện máy tính á. Dạ rồi, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ha, đã dành thời gian tham dự những cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Thì hôm nay thì không có cái phần không yêu cầu các anh chị demo, chỉ là hy vọng các anh chị sau cái phần trình bày của em xong thì như anh chị đã chưa có tải cái app này về thì mình vui lòng vào cái app store của mình để tải xuống thôi. Thì cái phần trình bày của em đã đến đây hết rồi, thì em cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự anh chị ha.